Tăng ni Phật tử chúng ta khi cúng thí thực chúng ta phải quán tưởng. Quán tưởng là sao? Phải quán tưởng là gì? Chúng ta trước tiên là phải nhất tâm thành ý để mà trì tụng chân ngôn, chứ không được miệng thì đọc chú mà tâm thì tạp loạn. Như vậy rất nguy hiểm. Ngày xưa chúng tôi còn hay cũng đoàn Mông Sơn thí thực ngày rằm tháng 7, ngày xưa tôi cũng học đầy đủ các đàn tràng, lục cúng rồi giải oan cắt kết Mông Sơn thí thực vân vân làm tất. Nói chung là các sư học cái khoa nghi thức khoa cúng cái gì thì mình cũng học như thế. Có cái thì tôi ít hay đi làm, nhưng mà cũng biết làm những cái đó. Thế tôi mới đọc thấy một cái câu chuyện, nói là ngày xưa bên Trung Quốc có một vị pháp sư. Khi vị pháp sư này lên cúng đàn ở Mông Sơn thí thực, ngài quên cái gì? Quên khóa cửa phòng. Khổ lắm. Quên khóa cửa phòng. Thì chúng ta biết là quên khóa cửa phòng thì ngài lên cúng ở trên á, trên đàn rồi á. Lên trên cúng ở trên đàn rồi thì mới biết là gì? Mới biết là thôi chết rồi, mình quên khóa cửa phòng. Thế khi mà đến cái đoạn mà cúng biến thực chân ngôn ấy, biến thực biến thủy chân ngôn vân vân đó, đến cái đoạn vừa đến đoạn đó thì ngài liền là nhớ đến là quên khóa cửa phòng. Mà quên khóa cửa phòng thì gì? Miệng thì đọc thần chú, nhưng mà tâm thì cứ nghĩ tới cái chìa khóa ở phòng của mình, không biết mình để ở đâu. Mình để ở ngoài ổ khóa hay là để ở trong phòng? Nếu mà để ngoài ổ phá khóa mà đông người đi ra đi vào như thế này, nó nhìn thấy là cái chìa khóa đó nó vào, nó mở vào, nó vào có cái gì trong phòng mình nó lấy hết đi thì chết. Đấy. Cứ như thế. Thầy cúng cho đến xong khóa lễ, nhưng cũng không biết là mình đã mắc lỗi khi mình lên ngồi trên chủ lễ, ngồi làm chủ lễ cái trai đàn chẩn tế, một cái trai đàn lớn của Phật giáo chúng ta thường hay làm vào ngày Vu Lan, ngày lễ Vu Lan hoặc là cái đại lễ cầu siêu gì đó, vân vân. Và vị pháp sư kia cúng xong thì cứ âm thầm đi xuống thôi. Đến tối lại nằm ngủ thì thấy là hai vị quỷ vương đầu trâu mắt ngựa dẫn theo một đoàn ngưu đầu mã ngựa rồi các loài ngã quỷ giạt ở trước mặt mình đi đến và đấu tố, bảo rằng hôm nay thầy lên cúng đàn, nhưng thầy không bố thí cho chúng tôi thức ăn đồ uống, mà thầy lại toàn bố thí cho chúng tôi chìa khóa, ổ khóa bằng đồng, chìa khóa bằng sắt. Vậy làm sao chúng tôi có thể ăn được? Cho nên bây giờ là nghiêu đầu ngục tốt liền dẫn quỷ đến gì? Để đòi nợ cái vị sư này. Và đang đêm đang hôm như vậy, vị sư này phải dậy để sám hối và lên chùa và sám hối và thắp hương và đem theo như lời Phật dạy trước đây hàng ngày đó, lấy chén nước đưa vào đó mấy hạt gạo, lúc đó cơm không còn nữa. Cơm là phải cơm chưa ăn các vị nhé. Cơm mình ăn rồi cơm thừa còn để trong nồi thì không được, không được cúng cái đồ đó, cúng đồ thừa đó không được. Như thế là không tốt. Cho nên lúc đó thì nếu mà cơm mà ăn rồi còn thừa thì không cúng cái đó nữa. Mà cơm là lấy nấu xong mà cái chín là chúng ta trước khi chúng ta ăn là lấy ra một tí để ra cái bát, úp nó lên trên cái chặn bát đó. Đó. Không có các vị là thầy nói là không rõ, các vị lại ăn thừa rồi lại lấy cơm nguội ăn thừa là đem cúng thì phải tội ra. Bố thí như thế là và người tâm không tốt. Bố thí nhưng phải cung kính. Bố thí nó phải như lý như pháp.
Thế còn bố thí mà cái kiểu như là bố đời ở thế gian đó thì không được, không nên. Đấy, cái vị sư kia là phải lên gì? Ngay trong đêm khuya như vậy phải lên để sám hối, tụng biến kinh và thí thực, sau đó xuống ngủ mới yên. Đấy, ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện đấy đối với người chủ lễ, cho nên tôi rất là sợ. Vì vậy mà cứ khi vào làm cái đàn lễ lớn, các vị thấy đặc biệt cái lúc mà cúng thí thực hay là lúc làm chủ lễ chính, các vị thấy có những lúc thì tôi đọc, có những lúc thì thấy tôi nhắm mắt thì như là tôi ngủ, chứ không phải tôi ngủ đâu, không phải là ngủ, mà là gì, mình dụng tâm để quán tưởng, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần gia trì cho đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh, chúng hội được lợi lạc vô biên, âm dương đều tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau tu tập. Chứ không phải là ngủ. Thế thầy ở trên ngồi làm chủ lễ mà thầy cứ nhắm mắt, thầy ngồi suốt trong lúc tụng kinh hay là trong lúc niệm Phật, không phải là thầy ngủ, mà là để gì? Quán tưởng. Đặc biệt là khi thí thực. Khi thí thực bắt đầu vào câu thần chú nào, chúng ta phải quán tưởng, để ý vào câu thần chú đó, một lòng một dạ, chí thành chí kính, miệng tụng chân ngôn, tâm thì quán tưởng vào câu thần chú ấy, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, dùng đại thần thông, dùng đại công đức của các ngài để biến hóa những đồ ăn thức uống mà trần gian chúng con dâng cúng đây, tuy là lễ mọn lòng thành, nhưng nương vào chân ngôn thần chú công đức của Phật, biến chú thứ nhất đọc là biến thực chân ngôn Nam Mô Tát Thả đó, Tát Phả Đa Tha Nga Đá Phả Rô Chỉ Đen Tam Bà La Tam Bà La Hồng đó, mà câu thần chú ấy, câu thần chú đầu tiên, thì chúng ta phải quán tưởng đây là tất cả những thứ thức ăn này chúng ta bày đặt ra để, sắp đặt ra để gì, để đem bố thí cúng dường cho các vị sơn thần thổ địa, các vị thần linh nhé, vân vân. Đặc biệt là đem bố thí cho các loài cô hồn ngạ quỷ, vong linh chăm họ, vân vân. Đó, biến chú thứ nhất thì chúng ta phải quán tưởng đây, thức ăn này chúng ta chuẩn bị ra, bày biện ra cái chỗ nào đó, chúng ta vận tâm đến đó. Bày ra chỗ nào thì chúng ta vận tâm đến đó. Biến chú thứ hai, biến thực chân ngôn ấy, thì chúng ta quán tưởng cái chú, cái thức ăn đó gì, nương vào thần thông công đức của Phật, của đại thần chú mà từ, ví dụ chúng ta bày một cái mâm lễ như vậy, bây giờ tự nhiên sau câu thần chú thứ hai biến thành gì? 7 lần, tức là biến thành 7 mâm lễ. Sang biến chú thứ ba, chúng ta biến thành 49 lần. Sang biến chú thứ tư, chúng ta quán tưởng thức ăn đấy biến gì? Biến mãn hư không, tức là biến ra đầy khắp cả hư không. Sang biến chú thứ năm, chúng ta quán tưởng gì? Tất cả thức ăn này đều là những thức ăn thơm ngon bổ dưỡng chay tịnh, giống như thức ăn của cõi Phật hương tích, của Đức Phật hương tích ở thế giới chúng hương vậy. Trong kinh nói rằng
Đức Phật Hương Tích ở quái chúng hương, ngài không có thuyết pháp như thế như Đức Phật Thích Ca này. Tức là thế giới đó không dùng bằng âm thanh mà truyền đạo và thính pháp. Mà thế giới đó dùng bằng gì? Dùng bằng ẩm thực, dùng bằng hương vị, dùng bằng khứu giác và dùng bằng vị giác để gì? Để hành đạo và để gì? Để tu đạo. Ấy cho nên trong kinh nói rằng Đức Phật Hương Tích ngài không phải thuyết pháp, mà tất cả những chúng sinh ở thế giới nào sinh về thế giới của Đức Phật Hương Tích được ăn thức ăn của cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích á, thì liền là gì? Sinh tâm hoan hỷ, thân tâm an lạc nhuận trạch, và liền là gì? Liền là ngộ đạo, liền là chứng đắc thánh quả, liền là được giải thoát thành tựu các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát, nhẫn đến cho thành gì? Thành nhất sinh bổ xứ và đi thành Phật ở khắp mười phương thế giới. Chúng ta thấy không? Có những chúng sinh nó chỉ thích ăn, nó không thích nghe pháp, không thích học kinh. Thì chúng ta thấy gì? Có Đức Phật Hương Tích ở cõi chúng hương ở thượng phương. Cho nên ở trong quyển lễ tạ mà chúng tôi soạn ra có Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Nam Mô Thượng Phương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương. Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương, gọi là cõi chúng hương. Cõi ấy có Đức Phật Hương Tích. Nơi ấy Đức Phật dùng phương tiện đây, dùng dùng khứu giác và dùng gì? Dùng vị giác để giáo hóa chúng sinh, tức là dùng mùi hương để độ sinh, dùng thức ăn để độ sinh. Cho nên là thức ăn của cõi chúng hương này là số một. Nếu mà nói về sức thức ăn thì thức ăn của cõi của Đức Phật Hương Tích ở cõi chúng hương này là số một, không có cõi nào hơn cả, kể cả cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi dược sư của Đức Phật Lưu Ly cũng không bằng. Vì sao? Vì cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích thì ngài dùng cái đại nguyện lực để độ cho những chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới. Nó không thích nghe bằng gì ạ? Bằng âm thanh. Nó không thích tiếp thu bằng tri thức, mà nó chỉ thích ăn thôi, chỉ thích hưởng thụ thôi. Nhưng nó vẫn gì? Nó vẫn có tâm tốt, nó vẫn muốn tu đạo. Thì làm cách nào đây? Chúng ta thấy Đức Phật Hương Tích ngài thể hiện ra là vị giáo chủ cõi chúng hương để tiếp độ những chúng sinh này, không thích nghe pháp, chỉ thích ăn, thích ngửi mùi thơm thôi. Đó. Thì ngài thành lập được một cõi Phật như thế. Cho nên nếu mà chúng ta ai mà thích ăn ngon, thích ngửi mùi thơm á, mà vẫn muốn đắc đạo thành Phật được á, thì chúng ta tu tập công đức đem cầu sinh lên cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích ở thượng phương. Tôi nhớ năm 2013 đã đi làm pháp hội ở trên nghĩa trang, làm pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở trên nghĩa trang Đồi Độc Lập ở Điện Biên, tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, cũng vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ này nè, vào dịp tháng 7 ở dương lịch này nè. Lên đó làm lễ.
Thì khi làm lễ thì trời mưa kinh lắm, phá khủng khiếp. Đàn tràng bày biện trang nghiêm, làm lễ xong đến chiều tối lại, đài rõ ràng không báo mưa, tự nhiên đâu một cơn dông kéo đến ầm ầm, làm rung chuyển cả, gần như rung chuyển cả bầu trời, cuốn sạch văng hết đi. Nhưng mà ngày đó các sư các Phật tử thực sự là tinh tiến, nát bét như thế xong qua đêm một cái gần như không ai ngủ luôn, lại mưa tạnh khoảng độ 1-2 giờ sáng tạnh một cái lại đi dựng lại. Sáng sớm hôm sau thầy đi vào lại thấy gì? Đàn tràng lại thấy tươm tất rồi. Trong 3 ngày làm lễ thì 2 ngày như thế, khóa lễ 3 ngày thì 2 ngày bị như thế, các vị nghĩ xem. Vậy mà đại chúng tăng ni Phật tử thực sự là nhất tâm phục vụ, quên mình thôi, nghĩ tới cái công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để đem lại hòa bình cho tổ quốc. Thì cho dù có vất vả 1-2 đêm, thậm chí đến nhiều đêm như thế cũng chẳng màng gì, chẳng thấm gì với các hương linh, các anh hùng liệt sĩ trước đây ăn rừng ở bụi để phục kích đánh giặc, giành đến chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu vậy. Và đặc biệt là sang cái ngày thứ hai của Pháp hội năm 2013, sau cái trận mưa dông bão tố đêm thứ hai đó, các cụ về, các cụ ấy nhập vào, các cụ mượn xác của một vài Phật tử ở trong đoàn ấy. Mà ai mà xa, chính là sư ông chính là gì? Ông Luân mà thân phụ của sư ông Hạnh và sư ông Ân nhà mình đó. Bị các cụ là mượn xác các cụ nhập vào. Lúc đầu là thấy một đoàn người đến, sau này đến sáng ra bác ấy khỏi rồi, bác mới kể là thấy một đoàn người đến, hình như là một trung đội hay sao, 120 người, nó là một trung đội hay cái gì đấy, hình như trung đội đó, tiểu đội, trung đội đúng không, trung đội là 120 người đấy, một trung đội đến. Xong rồi thì thấy bác trung đội trưởng ấy, bác hô hào quân của bác là đứng nghiêm thẳng hàng tăm tắp, bác bảo nghiêm xong rồi bác bảo là chúng mày ở ngoài này, tao đi vào đây tao làm việc. Thế là thấy vào, nhập vào thân phụ của sư ông Hạnh, sư ông Ân nhà mình. Thế là nhập vào một cái là người cứ đỏ bừng bừng hết mặt mũi lên và nói với mọi người cảm ơn. Nhưng mà đàn tràng á, các thầy đến làm cúng lễ như thế này là anh em ở dưới rất là vui, rất là mừng, hoan hỉ lắm. Nhưng mà cái bọn ở bên kia kìa, cái là phía bên kia, tức là bọn giặc ấy, bọn Pháp ấy, nó đến nó tranh cướp, cho nên nó mới tạo ra gì, nó đến nó phá đàn. Chúng ta thấy kinh chưa? Thế là các cụ bảo là từ giờ trở đi, là từ ngày mai trở đi, là hô hào anh em là đi ra để giữ chặn giặc từ xa, không cho giặc vào cướp phá đàn tràng nữa. Chúng ta thấy vì sao mà có những chuyện như thế? Vì có Phật tử hỏi rằng giải phóng từ lâu rồi, tại sao mà ở dưới đấy mà còn có giặc Pháp? Các cụ bảo giải phóng là giải phóng thế nào? Ở trên này chúng tôi gì? Ở trên này tức là ở trên Điện Biên ấy. Cái cô nói trên này chúng tôi vẫn phải cầm súng để đánh giặc hàng ngày đấy mà. Giải phóng là giải phóng thế nào? Hàng ngày nó vẫn tập kích, nó vẫn đi, nó gì, nó đánh bộ đội ta đấy mà. Giải phóng là giải phóng thế nào? Các cụ quát cho các cụ bảo cho quay thường giặc thì có ngày mất nước. Xong rồi thì nói chuyện
chuyện trời, chuyện đất, chuyện non sông đất nước vân vân hết rồi, xong cuối cùng là đến gần sáng. Đến gần sáng. Thế thì có mấy Phật tử vào mới hỏi rằng thế thì chúng con đi lên theo thầy của chúng con, đi với các sư lên trên này cúng đàn tràng để cúng chay như thế này, các cụ ăn có ăn được không? Các cụ bảo ngon lắm, chưa bao giờ chúng tôi lại được ăn những bữa ăn ngon như thế này, những thức ăn mà toàn những thức ăn mà chúng tôi chưa thấy, chưa nghe và chưa biết bao giờ. Cả cuộc đời chúng tôi chưa thấy, chưa nghe, chưa biết bao giờ, nay thấy những thức ăn lạ quá. Ăn thức ăn nào vào cũng ngon, thức ăn nào vào cũng gì? Ngon không thể diễn tả hết được. Đó. Thế bảo là các cụ Phật tử như mình bảo, chúng con toàn cúng đồ chay nha, các cụ ăn có vừa miệng không? Bảo ngon, ngon lắm, chưa bao giờ thấy những thức ăn ngon như thế. Các vị biết làm sao? Vì khi lên chủ lễ cúng, chúng tôi thì mình lấy chủ lễ thì mình phải quán tưởng. Như lúc nãy chúng tôi nói đó, biến chú thứ nhất quán thế nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy quán thế nào. Và đặc biệt là đến biến chú thứ sáu, biến chú thứ năm là quán tất cả các thức ăn này là biến mãn hư không. À, và cái thức ăn này thì là ngon ngọt bổ dưỡng, là như thức ăn của Đức Phật Hương Tích. Và đức, quan trọng là cái biến thứ sáu là mình trong cái đàn lễ lớn như vậy, là mình phải quán tưởng là đi lên tận cõi trời, cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích để xin Ngài chút thức ăn của thế giới chúng hương của Ngài để về để ban bố cho các anh hùng liệt sĩ, các vị thần linh, rồi các chúng vong linh, quỷ thần vân vân về tham dự pháp hội. Phải như thế đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho đến biến chú thứ bảy, nguyện tất cả những người đến tham dự pháp hội đều được thụ hưởng những thức ăn này một cách là bình đẳng, không tranh giành lẫn nhau, không ai thiếu thốn gì cả, ai ai khởi ra tâm muốn gì thì tự nhiên gì hiện đến. Đấy, quán về thức ăn như thế, biến thực như thế, còn quán về biến thủy thì lại phải quán về gì? Những cái loại nước, tất cả cái gì nó liên quan đến nước, ví dụ nước canh này, nước uống này, vân vân, thì lại phải quán gì? Quán các loại nước ấy. Biến thực là quán về thức ăn, biến thủy là quán về gì? Nước uống, như là canh, nước canh, rồi nước canh là sao để cho nó ngon. Rồi nước uống làm gì, làm sao cho nó ngon? Không quán rượu nhé. Trong giới luật Đức Phật cấm uống rượu, cho nên không quán rượu, không quán bia. Có thể quán là nước ngọt, quán coca, quán gì gì đó. Miễn nó không quán thì quán rượu, quán bia như là giới luật Đức Phật đã chế định là cấm thì mình không nên quán những cái đó. Rồi quán những cái thức gì? Thức ăn, thức uống của cõi trời Hương Tích rồi thì còn gì nữa mà phải chê các quý vị. Nếu mà thành tựu được pháp quán ấy thì không còn gì phải chê. Các vị biết, sở dĩ mà chúng tôi biết quán cái pháp quán đấy là cũng nhân duyên từ năm 2012. Tổ chức đầu tiên cái đàn lễ Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại Chùa Tản Viên này, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức. Tự chúng tôi đứng lên để làm. Trước đấy là phải nhờ Pháp Sư Ngộ Thông, đệ tử của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đứng lên để tổ chức để làm cho. Sau này chúng tôi tự học và nghiên cứu qua lời giảng của Hòa Thượng và các thầy đã làm từ trước, là mình cũng vọc vạch mình làm theo. Thì lúc đầu ở trong cái quyển Trung Phong Tam Thể Niệm của Pháp Sư Ngộ Thông Ngài đem về, thì trong cái biến thực, biến thủy các thứ nó có 3 biến thôi. Biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, nó có 3 biến. Nam Mô Sa Quá Ta, vân vân đó, đó. Có 3 biến. Thì mình cứ thế đọc, cứ bình thường, cứ lên mình đọc thôi, không nghe gì cả. Thế thì cúng xong,
3 ngày pháp hội. Thì xong ngày thứ 3 đó thì cái xong một cái thì mình đi về đây thì làm trên nhà pháp hội ở trên kia, tôi về ngồi dưới giả khách này. Về rồi thì mấy người khiêng người nhà vào. 3-4 người khiêng người nhà vào. Thì thấy là những vị này là người thì già có, trẻ có hai người phụ nữ, một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi, một người phụ nữ khoảng con gái khoảng độ 18 đôi 10 tuổi gì đó, và một người con trai. Khiêng 3 người vào. Khiêng 3 người vào. Thế có cái trường hợp mà cái cô con gái trẻ 18 đôi 10 ấy nhìn là hung dữ lắm, hận thù lắm. Còn hai cái trường hợp mà nam mà nữ lớn tuổi kia thì thấy bình thường, vào thì cứ lăn lộn là xin ấy thôi, xin thầy cứu con với thôi. Thì cái trường hợp đó thầy trì chú và đặt tay lên đỉnh đầu trì chú cho một tí, trì chú vãng sinh cho một tí thì hết khỏi, đi về. Còn cái trường hợp cái cô gái kia trì chú mãi nó không khỏi, nó không ra được. Mà nhìn mắt thì long sòng sọc lên đầy hận thù. Thế hỏi thì mới nói rằng, hỏi mãi thì mới khai khẩu ra, mới nói rằng là bạch thầy, con ghét cái gì ạ? Cái mẹ của cái gì, cái người này. Tức là chỉ vào mẹ, chỉ vào mẹ đi cùng, nó bảo đây ghét. Ghét cái bà ấy. Nó bảo ghét cái con mụ ấy chứ không mẹ cái gì. Nó bảo ghét cái con mụ ấy. Nó bảo con ghét cái con mụ ấy. Thức ăn con thì chưa kịp ăn, mà nó đến cái gì nó tranh tận miệng của con. Cho nên con ghét cái con gì, con mà đánh cho một trận. Mà con chẳng đánh nó, con đánh con gái của nó. Đánh con gái của nó. Bảo như thế. Chúng ta thấy không? À, đánh con gái của nó. Con gái đi bên cạnh mà. À, bà ấy thì lúc biến thực chưa xong, mới biến thực, biến thủy các thứ xong thôi thì cũng có nghĩa chưa hết khoa cúng, chưa lễ tạ. Thì đã vội vội vàng vàng ra để cướp lộc để về rồi. Đấy, nó nguyên do là như thế. Ra để cướp lộc để về. Ra thì cướp, thấy người ta cướp thì mình cũng cướp. Thế là cướp lộc xong bắt đầu là đưa cho con gái, cho vào túi. Cho vào cái túi bóng để xách. Thì con gái vừa cho vào túi xách một cái thì tự nhiên sẩm tối mặt mày và thì cứ nói nhảm thôi. Đấy, cứ nói nhảm từ lúc đó cho đến cứ thế mà mọi người cứ đi mà quẩn nhau từ đấy xuống tới điện Chuẩn Đề, quẩn nhau mãi ở chỗ đấy thì chẳng tha cho. Xong rồi thì xong hết khóa lễ rồi vẫn là lừa mãi. Rồi mấy sư ông, sư bác, sư cô nhà mình lừa mãi nó cũng chẳng ra cho. Thế cuối cùng phải đến gần 12 giờ mới mang xuống đây cho thầy. Thế hỏi ra mới biết như thế. Và sau đó thì chính cái trường hợp đó nói là gì? Đó, trường hợp đó nói là bạch thầy, xin thầy là lần sau thầy cúng thì xin thầy là cho chúng con nhiều nhiều thức ăn một chút. Có một chút thức ăn á, mọi người tranh nhau khổ lắm, người được người không. Theo pháp hội thì thích lắm, vui lắm. Chúng con đến đây tu ai cũng thích, nhưng mà mỗi đến lúc ăn một cái gì, thức ăn quá ít, mọi người tranh nhau. Mình bảo quái lạ, thức ăn rõ ràng bày la liệt như thế, sao lại bảo thức ăn ít là thế nào? Nghĩ trong bụng thế. Mình nhầm. À, hóa ra là gì, đọc có 3 biến thần chú, biến thực, biến thủy, chân ngôn. Vì trong cái quyển Trung Phong Tam Thể Niệm mà Pháp Sư Ngộ Thông đem về là có 3 biến thần chú thôi. Thế mình mới nghĩ là các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng thạc đức, các ngài dùng 3 biến thần chú là đủ. Nhưng mình thì là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, lúc lên hoa đàn, lúc lên ngồi đàn, tâm mình chưa định, cho nên 3 câu thần chú chắc chưa đủ. Cho nên người ta mới báo là gì? Thức ăn ít quá, cho ít quá. Và từ đó thì tôi bắt đầu là cho riêng biến thực, biến thủy, chân ngôn là cho lên 7 câu thần chú.
Và thêm vào cái tìm hiểu thêm ở trong kinh Thí Ngạ Quỷ mà Đức Phật thuyết trước đây cho tôn giả A Nan đó, và một số các kinh luận nữa, thì mới tìm ra cái phương pháp là gì, là quán tưởng. Và đặc biệt là cũng có nhân duyên với Đức Phật Hương Tích ở cõi chúng hương đó, cho nên là kết hợp luôn là thôi lên xin ngài chút sức ăn để ngài hoan hỷ, ngài bố thí cho chúng con về đem về nhân gian để kết duyên với chúng sinh. Biết đâu sau này có vô số những chúng sinh gì nó được ăn thức ăn của thế giới của ngài và nó cầu sinh về thế giới của ngài, xin ngài độ cho các vị ấy. Cái đấy là chúng tôi tự tìm hiểu và tự nghiên cứu ở trong kinh sách mà những lời Phật dạy mà đưa ra. Cái này thì cái phương pháp quán đấy các vị sẽ không nhìn thấy ở trong sách nào dạy đâu, mà cái đấy là gì, chúng tôi nghiên cứu ở trong kinh sách của Phật mà mình nói nôm na là để soạn ra đó. Cho nên cái pháp hội từ đó trở đi đọc bảy biến quán tưởng như thế thì mọi việc êm đẹp hết. Tất cả cái chuyện đàn tràng này là thường là êm đẹp hết. Và đặc biệt là cái pháp hội trên Điện Biên 2013, tức là năm sau cái năm 2012 dưới này đó, quán tưởng như thế. Cho nên là mọi chuyện là sang ngày thứ ba quán tưởng như cứ như vậy mà quán tưởng xong thì về cái vấn đề thức ăn thức uống là không có gì nữa. Nhưng mà lúc đi trên đường về, các vị biết không, tiểu của tôi tí nữa thì 3-4 đứa bị tai nạn ô tô, 3-4 đứa bị chết. Đi lái xe ô tô chở đồ từ trên Điện Biên về, đi qua cái dốc cao nhất giữa Sơn La và Điện Biên là cái dốc gì? À, đèo Pha Đin, đúng rồi, đèo Pha Đin. Đi qua đèo Pha Đin mà cái xe tải 8 tấn mà các vị nghĩ xem, mất phanh giữa lưng chừng đèo như thế. Nó cứ thế nó phi xuống cho đến hơn 100 cây số mà giờ. Mấy đệ tử của tôi trên xe thì lúc đó này bảo là thôi chết rồi, mất phanh rồi, tất cả anh em huynh đệ niệm Phật đi. Thế là cứ thế là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tự nhiên là cái xe nó mất lái, nó đánh lái và nó lao vào cái vách tả ly dương, một cái là nó lật xe xuống, hay là lật xe xuống như thế, nhưng mà không ai chết. Ba pho tượng bị gãy đầu, gãy tay, nát ba pho tượng. Tức là tôi về tôi mới nghe cái tin, tôi mới hãi cả người. Tôi bảo ba pho tượng này là thế cho mạng của ba con đấy, tức là thế cho mạng ba đệ tử của tôi đấy. Chúng ta thấy nó phá đến cái mức độ như thế cơ mà. Thế sang năm 2014 tôi lại tiếp tục lên làm một lần nữa, lên tổ chức trên kia, vì năm 2013 làm tổ chức ấy, thì bác Võ Điện Biên, con trai của cụ Võ Nguyên Giáp, cụ lên dự. Rồi các bác lãnh đạo tỉnh ra dự cũng rất là đông. Đặc biệt là ngày đầu tiên các bác ra dự khai mạc, dự rất đông, xong rồi về cử vài người ở lại thôi. Ngày đầu tiên thì người dự đàn thì tham dự nhân dân cũng chỉ có khoảng 4-5 nghìn thôi. Ở dưới mình lên Hà Nội lên là hơn 2.000 rồi, Hà Nội với các tỉnh lên hơn 2.000. Chúng ta cứ tưởng tượng đi xa, có ở tận trong Quảng Bình, tận ở các tỉnh Hà Giang, rồi tận ở trên Bắc Ninh, Bắc Giang các thứ, Thanh Hóa, Nghệ An các nơi, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định v.v. kéo về Hà Nội, đặc biệt Hà Nội đông nhất, đi lên hơn 2.000 người lên tận Điện Biên mà làm lễ cầu siêu. Nhưng ngày thứ nhất mình nghĩ rằng ở trên kia là người dân tộc chứ họ không biết gì. Nhưng không ngờ rằng bà con cứ mầm kéo đến. Ngày thứ nhất cũng khoảng độ 4.000 rồi, chiều chiều lại phải đến là 5.000 rồi. Ngày thứ hai bắt đầu nhiều cái sự mầu nhiệm, mọi người nhìn mắt thấy tai nghe, lại nhìn thấy đàn tràng bị ban đêm thì bị phá tan tành như thế, dậy sáng các sư các Phật tử lại dựng lại như cũ. Tất nhiên là không được đẹp như cũ nữa, nhưng mà cũng được 70-90%. Cho nên bà con nhân dân là họ thấy là cũng lạ, họ đến.
Ngày thứ hai được khoảng 8.000 người. Và có nhiều những cái việc lạ quá, những cái sự kiện lạ về tâm linh quá, cho nên này, ngày thứ hai cả bí thư chủ tịch cũng phải, bí thư chủ tịch tỉnh rồi giám đốc sở công an tỉnh cũng phải ra tận nơi để xem như thế nào. Mấy ông sư ông làm lễ kiểu gì mà thấy nhân dân về đồn thổi là có nhiều chuyện lạ hy hữu thế. Ngày đầu là bí thư ông ra đâu, chỉ có chủ tịch tỉnh với phó tỉnh tỉnh ra thôi, ông phó bí thư trực ra nữa. Nhưng ngày thứ hai là bà bí thư cũng ra. Ngày đấy bí thư là nữ, bí thư tỉnh ủy là nữ. Ra thắp hương lúc đó với mọi người. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhân dân ở khắp các huyện, các xã, họ bồng bế con người dân tộc từ trên vùng cao, họ bồng bế con họ đi đến xuống. Đến 15-16.000 người vét tất cả rau dưa, củ quả ở tất cả cái chợ gì ở Điện Biên đấy, cái chợ gì, chợ trung tâm của tỉnh Điện Biên đấy, thì mới đủ rau dưa củ quả để nấu cơm chay cho bà con về tham dự ở pháp hội ăn. Và ngày thứ ba thực sự là cũng phải có thể nói là thành công. Đây là năm đầu tiên sang năm thứ hai. Năm thứ hai chúng tôi có kinh nghiệm hơn là sau cái năm thứ nhất mà các cụ nhập vào bố của thân phụ của sư ông Hạnh, sư ông Ấn ấy, và nói là phải đi giữ gìn các thứ đó, ở bên kia nó phá, nó vào nó trộm, nó phá đàn, nó trộm đồ ăn, nó cướp, nó không đói mà, tức là bên kia chiến tuyến là họ không đói, bên mình thì giữ, bên kia nó vào nó cướp, nó phá đồ ăn nhằm cái lúc mọi người nghỉ ngơi, nó vào nó đánh úp, nó phá đồ ăn. đây các cụ nói thế thì mình thì có mắt thấy đâu, nghe các cụ nói thì mình cũng chỉ ghi nhận vậy thôi. Đây không phải mê tín dị đoan các vị nha, đây là chúng tôi nói là cái sự thật. Nó diễn biến như thế nào chúng tôi nói như thế, còn thật giả như thế nào thì để Phật Bồ Tát chứng minh và các ngài xem xét. Đây và đặc biệt là vào lúc gần sáng bố sư ông Hạnh đó thì lúc đầu là có một cụ nhập vào thôi, mượn xác để nói chuyện để cảm ơn thôi, và để dặn là phải bảo vệ đàn tràng thế này thế nọ thế kia thôi. Nhưng xong thì thấy vào lâu quá, gồm 119-120 lính ở bên ngoài nó cũng ngầm mầm nó chạy vào theo. Thế là cuối cùng nhiều người vào quá không ra được, không biết lối nào mà ra. Thậm chí mà khi mà mấy vị sư nhà mình trì chú để mời các cụ ra, khi mà trì chú để mời các cụ ra đi ra lên trên mặt mũi thì mặt mũi nó đỏ, nó phồng to lên, nhìn không ai nhận ra bố sư ông Hạnh ông Ân lúc đấy đâu. Khi mà vận để bảo đi xuống thôi các cụ ra ở dưới thì dưới thì chân căng phồng lên mà tím đen lại, chúng ta thấy khủng khiếp như thế. Vì hơn 100 cụ vào trong đấy, tướng vào rồi cho nên này, chờ lâu quá chưa thấy chỉ huy ra, cho nên quân cũng đi vào theo làm như thế nào, cuối cùng vào thì không ra được. Xong đến mãi các cái chỉ chú xong rồi khuyên các cụ và đi ra trên đỉnh đầu và ra, các cụ ra dưới chân các cụ cũng ra, các cụ cũng ra bàn chân, ra dưới bàn chân là các loại cô hồn ngạ quỷ nhỏ nhỏ thôi, còn các cụ đâu có, các cụ cũng không ra bàn chân đâu đấy, các cụ cũng thế đấy. Chúng ta biết là các cụ cũng là người mà cũng gọi là anh linh, mà lại anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng ta có gọi là ấy đâu, gọi là cô hồn có gọi là cô hồn các anh hùng liệt sĩ đâu, gọi là anh linh cơ mà đó, những người họ có công về tổ quốc các thứ đất nước như thế cơ mà đó. Cho nên các cụ ra trên đỉnh đầu, bảo ra đỉnh đầu, và khi đó thì ra dần các cụ cứ ra dần và đến là 30 phút sau mới ra hết. Thì khi đó ra xong một cái bố Hạnh lại gần như lại trở lại bình thường. Trong cái pháp hội năm đó thì có rất nhiều người con trai trước đây là Cang Cường ăn thịt uống rượu, qua cái pháp hội đó phát nguyện ăn chay. Rất nhiều người con trai đi dự pháp hội đó là phát nguyện ăn chay.
lại có rất nhiều người đang hút thuốc lá, thuốc lào rồi chứng kiến cái việc đó này. Về là cũng phát nguyện là gì? Bỏ cả thuốc lá, thuốc lào luôn. Đấy, chúng ta thấy trong cái Phật Pháp đó, đôi khi những cái việc như thế, những cái việc tâm linh như thế lại cảm hóa con người ta cũng khá dễ dàng vậy. Bình thường thuyết pháp đến mỏi cổ rã họng ra họ chả có nghe, nhưng mà mắt thấy tai nghe chứng kiến những cái việc tâm linh màu nhiệm như thế thì huyền bí như thế thì họ lại sợ, họ lại không cần bảo ăn chay cũng về. Nhiều người ăn chay trong cái pháp hội đó, là kể cả sư bố sư ông Ân, sư ông Hạnh ngày đó về cũng từ đó ăn chay, rồi bố sư cô Giác Nghiêm nhà mình về từ đó thì cũng ăn chay, rồi rất nhiều bố mẹ của các sư và người thân của các sư lúc đó về từ ngày đó thì cũng phát nguyện ăn chay. Rồi một số các Phật tử đi theo hộ đàn về bắt đầu từ ngày đó cũng phát nguyện ăn chay, nhiều người còn bỏ cả thuốc lá, thuốc lào nữa. Và tụng kinh niệm Phật, chúng ta thấy đấy, có những cái việc như thế thì mọi người mới tin, mắt thấy tai nghe mới tin. Còn để nghe ông thầy, nghe ông sư lên giảng ở trên tòa pháp như thế này ấy, bế hồng bế, bế hầu bế họng ra giảng đến khán cả tiếng ấy, chưa chắc đã tin, chưa chắc đã nghe, chưa chắc đã làm theo các quý vị. Đấy, cho nên rút kinh nghiệm năm 2014 chúng tôi lên tổ chức pháp hội ở trên đó, là chúng tôi bày riêng một cái đàn ra ban ngoài cái tường nghĩa trang đồi Độc Lập. À, chúng tôi bày ra một cái đàn riêng ra bên ngoài, tức là cũng đầy đủ thức ăn các thứ nhưng mà nhỏ hơn, bày ra bên ngoài làm gì? Để cho bên kia chiến tuyến. Và khi lên khấn lễ và phải khấn với các cụ là thôi, các cụ hoan hỉ, đất nước chúng ta đã hoàn toàn giải phóng, hòa bình đã lập lại từ 30 tháng 4 năm 1975 rồi. Nay các cụ cũng buông đi những hận thù để cùng nhau hoan hỷ và tha thứ cho nhau. Rồi những người cầm súng bên kia không phải là họ cũng khởi cái tâm ác mà đi xâm chiếm đất nước mình đâu. Đại đa số họ cũng như các cụ, các ông, các bác thôi. Vì nhiệm vụ, vì cấp trên giao phó, họ phải làm quân lệnh như sơn, ai mà chống lại được đâu. Có trách thì trách mấy cái ông tổng thống, mấy cái ông đứng đầu của quốc gia của họ khơi nguồn ra cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Còn những người lính cũng giống như các cụ, các ông, các bác mà thôi, phải tuân thủ tuyệt đối quân lệnh như sơn. Cho nên thôi, việc nó đã qua rồi, các cụ hoan hỷ cùng nhau nghiên cứu và tu học Phật Pháp, lấy giáo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật ra để cởi bỏ oán thù, để cùng nhau tu tập. Mong rằng các cụ nào mà tin sâu nhân quả, tin sâu Phật Pháp, thì trong 3 ngày pháp hội nhất tâm tu hành để cầu sinh Tây Phương. Còn nếu cụ nào mà còn nhớ gia đình, nhớ người thân, muốn cống hiến cho tổ quốc, thì các cụ ở lại làm anh linh, làm thần linh để bảo vệ quốc gia, bảo vệ biên cương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì các cụ được tăng thêm phúc báo, tăng thêm tuổi thọ. Ở dưới cõi âm các cụ không bị khổ báo bất cứ một chút nào, mà sống tự do, tự tại như là các vị thần linh, như là các vị sơn thần, thổ địa, vân vân, để các cụ bảo vệ cho con cháu đất nước Đại Việt, đất nước Việt Nam chúng ta ngày một phát triển. Đấy, cứ phải khấn nguyện như thế. Còn ở phía ngoài đàn tràng, tức là phía ngoài cái bờ rào, thì thôi các cụ cũng hoan hỉ. Chúng tôi là người con Phật thì phải làm theo lời Phật, phải dùng tâm bình đẳng để mà đối đãi với tất cả chúng sinh.
quân giặc ở bên kia chiến tuyến cũng là chúng sinh. Chúng tôi ở đây cũng là chúng sinh, vì chúng tôi chưa thành Phật đạo cho nên cũng gọi là một chúng sinh. Nhưng may mắn được gặp Phật Pháp, được làm người xuất gia, hôm nay được tới đây để kiến lập đàn tràng, kết đại thiện duyên tam bảo với các cụ, các ông, các bác. Cho nên mong các cụ, các ông, các bác là bậc tiền bối cũng hoan hỷ cho hậu bối chúng tôi, để cho chúng tôi cũng hoàn thành được cái tâm nguyện của người con Phật. Thế bắt đầu thì từ đó là êm. Lần thứ ba lên là êm hết, êm luôn các quý vị. Lập đàn ở trong, lập đàn ở ngoài, một cái là gì? Êm luôn. Là không có cái chuyện là sóng thơm, thậm chí là đài báo mưa, nhưng mà mưa ở đâu? Mưa ở cách đó khoảng vài trăm mét hay vài cây số, nhưng không mưa đến chỗ đàn tràng, không bị tan tành khói mây như lần trước, năm trước lên nữa. Đó. Mà đặc biệt là năm 2013 lên, tổ chức xong, lễ xong một cái là về bác Võ Điện Biên, bác đến bác báo cáo đương kim Tổng Bí Thư, lúc đó là cụ Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ và bây giờ cụ vẫn là đương kim Tổng Bí Thư. Cụ còn gọi điện lên cái ngày, hết ngày thứ ba, bác Trương ngày đó bác là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh. Cụ Tổng cụ gọi điện thẳng cho bác Trương. Lúc đó tôi lên đó là đang ngồi với các bác, để vừa xong đàn lễ xong vào lên nhà bác để ngồi, để cũng là để cảm ơn các bác đã tạo điều kiện quan tâm suốt mấy hôm cho anh em đến bảo vệ, để giúp đỡ cho nhà chùa làm lễ cầu siêu như thế như thế. Vừa ngồi xuống một tí thì cụ Tổng gọi điện cho bác Trương, bảo là chỗ anh Võ Điện Biên anh về, anh vừa lên anh báo cáo tôi xong, có các thầy về trong giáo hội Phật giáo Việt Nam về làm lễ cầu siêu như thế như thế, rất là tốt. Thế lúc đó bác Trương bác báo cáo vắn tắt với cụ về cái đàn lễ như thế như thế. Anh em trên này rất là vui khi mà có các thầy về làm lễ như thế. Bà con nhân dân ở các dân tộc đi về bồng bế con nhỏ rồi đem các cụ già đi về để tham dự một cái đàn lễ chưa thấy có bao giờ như thế. 15-17 ngàn người như thế mà nhà chùa vẫn lo cho bà con ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đầy đủ và cùng tu hành với nhau rất là trang nghiêm thanh tịnh. Rồi bác Trương báo cáo với cụ rất có rất nhiều những cái điểm lành tướng lạ hiện ra, thậm chí là anh em an ninh nhìn thấy bằng mắt thường, quay bằng được bằng điện thoại, khiến cho tất cả anh em chúng con là chưa bao giờ nhìn thấy những cái việc đó. Xong cụ Tổng cụ bảo là có nhiều việc tâm linh chúng ta người trần mắt thịt không thể biết hết được, đặc biệt là trong Phật giáo có nhiều việc mà các cụ các thầy làm chúng ta không thể biết hết được. Và gửi lời thăm tất cả các thầy rồi các tăng ni Phật tử, và chúc mừng các bác lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để cho tăng ni Phật tử làm cái lễ tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ nhân hướng tới kỷ niệm ngày 27 tháng 7 của năm đó. Đấy, chúng ta thấy ở trong Phật Pháp đây, chúng ta thấy vì sao mà ở trong chùa của chúng ta, ở các chùa là cứ buổi chiều chiều vào lúc mặt trời lặn là các sư phải lên thỉnh chuông và cúng cháo, gọi là cúng thí thực như thế. Đó, đây là lời Đức Phật dạy. Tôn giả A Nan từ khi Đức Phật còn tại thế để cúng thí cho cô hồn ngạ quỷ vào lúc buổi chiều khi mặt trời sắp xuống núi đấy. Đấy, từ là khoảng tầm 5-6 giờ chiều trở đi đấy. Đấy. Ở trong kinh Phật nói là bữa sáng thì chư thiên ăn, buổi ngọ thì chư Phật ăn, còn buổi tối thì các cô hồn ngạ quỷ ăn. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là chiều các chùa thường hay cúng thí thực, tụng kinh Di Đà thí thực như thế. Những người theo pháp môn Tịnh độ thường cũng như vậy. Đó.
Cái ở đây mới nói với các quý vị, đấy không may mà chúng ta đọa vào con đường ngạ quỷ thì đói khát đã khổ đau vô cùng vậy các quý vị. Nhân đâu mà đọa vào ngã quỷ? Trong kinh này Đức Phật nói gì? Do gì? Do đời trước tham lam tích trữ tiền của, bỏn sẻn chẳng biết bố thí, chẳng biết cúng dường, một đồng một cắc cũng chẳng gì, cũng chẳng bỏ ra. Thậm chí như trong kinh Thủy Sám nói, đến cả bố mẹ ông bà vợ con người thân cũng keo kiệt bủn xỉn chẳng muốn bỏ ra, thì huống chi là họ biết cúng dường tam bảo, họ biết bố thí cho người nghèo bần cùng khổ cực vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói những kẻ như thế thì chết đi sẽ đọa vào trong ba đường ác đạo, đọa làm ngạ quỷ khổ như thế. Nhưng trong kinh Đức Phật nói nếu mà đọa vào trong địa ngục thì còn khổ gấp trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần đối với hai đường ác vừa nói là súc sinh và ngạ quỷ nữa các quý vị. Vào trong địa ngục thì tuổi thọ dài, cõi trời thọ mệnh cao nhất là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ đến 8 vạn đại kiếp, thì vào trong A Tỳ địa ngục phải chịu khổ báo ở trong đó cũng gì cũng 8 vạn đại kiếp, tức là tương đương với gì, với tuổi thọ của cõi trời hưởng phúc cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc giới. Chúng ta thấy đối lại với thọ mạng phúc báo sung sướng của cõi trời phi tưởng xứ 8 vạn đại kiếp, đó là cái khổ báo phải chịu cũng 8 vạn đại kiếp ở trong A Tỳ địa ngục mới hết một gì, một kiếp khổ. Nhưng trong kinh nói hết rồi thì hết một kiếp rồi lại tiếp tục kiếp tiếp theo, cứ như thế luân chuyển không biết bao nhiêu cho thoát ra được. Như trong kinh Địa Tạng nói, vì vậy mà địa ngục ấy mới gọi là địa ngục gì, địa ngục gì, địa ngục vô gián. Nỗi khổ kéo dài vô lượng vô biên như thế, nhẫn đến gì không biết ngày nào mới có cơ hội được ra, cho nên mới gọi ngục, gọi là ngục vô gián. Lại nữa, những tội nhân ở trong cõi trong cảnh địa ngục vô gián ấy phải chịu khổ không có lúc nào dừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Lại nữa, một chiếc giường nhìn thấy nhỏ nhỏ thế thôi mà một người nằm vào cũng thấy vừa đủ trăm ngàn vạn ức muôn triệu triệu tỷ người, nhân đến vô lượng vô biên, những tội nhân nằm lên trên đó cũng thấy gì, cũng thấy vừa đủ không thiếu vậy. Đó là do gì? Do nghiệp của chúng sinh chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục mà chiêu cảm thấy vậy đó. Cho nên chúng ta thấy đó, ở trên đời này được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà chúng ta không tu được, không phát tâm để tu được thì thôi thì không biết nói cái gì nữa các quý vị. Không biết nói như thế nào để cho chúng ta có thể mà tin được mà tu được nữa các quý vị. Nếu chúng ta còn là keo kiệt, còn là bo bo bủn xỉn, cho rằng cái tài sản của ta đổ mồ hôi, ta mất công sức, thậm chí ta gì, ta đổ cả máu ra để giữ gìn, để làm lụng, để giữ gìn, để bảo quản, cho nên ta mới có như thế này, chứ đâu phải ngẫu nhiên mà có. Cho nên của ta làm ra ta phải gì, phải giữ, phải cất, ta không đem cho ai, cũng chẳng đem cúng ai, vân vân. Thì thôi, đấy là quyền của các quý vị. Phật cũng đâu có bắt các quý vị phải đem để cúng Phật đâu. Chúng tôi cũng chẳng bắt các quý vị phải đem để cúng chúng tôi. Rồi những người ăn xin ăn mày họ cũng chẳng bắt các quý vị là gì? Phải đem cho họ. Những cô hồn ngạ quỷ gì? Họ cũng chẳng bắt các quý vị là phải thí cho họ. Ở đây
Đức Phật chẳng qua Ngài nhìn thấy nhân nào quả nấy. Nếu chúng ta được thân người mà có của ăn của để, không biết đem tâm bình đẳng bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thì Đức Phật nói những kẻ keo kiệt bỏn sẻn như thế, tham cầu chẳng biết chán như thế, chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phúc, chẳng biết làm cái việc các việc phúc thiện như chúng tôi vừa nói là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc như thế, thì sau khi chết đi thần thức hoang mang. Ở đây Đức Phật nói là đến khi mệnh chung, gọi là trong văn kinh nói là đến khi mệnh chung thời, tức là đến khi gì? Khi mình sắp chết, khi mình vừa chết hoặc khi mình đã chết đó, sắp chết, vừa chết và đã chết. Sắp chết là sao? Tức là lúc mình còn thoi thóp đó, thân thể mình còn hơi ấm đó, tim mình còn đập đó, hơi mình còn thở đó, đó là gì? Sắp chết. Nhưng mà thì chẳng thể sống được nữa vì mệnh đã hết. Phúc đã gì? Đã tận và nghiệp đã đến. Cho nên cái lúc đó nằm thoi thóp ở trên giường bệnh, cho dù bác sĩ có cao tay đến đâu, có giỏi giang đến đâu cũng vô phương cứu chữa. Thuốc có quý đến đâu, có đắt đến đâu, có tốt đến đâu uống vào cũng gì? Cũng bị nôn ra, hoặc là thân thể nó chẳng tiếp nhận cho nữa, đó cũng gọi là gì? Vô phương cứu chữa. Thầy thuốc tốt cũng chẳng làm gì được, thuốc tốt cũng chẳng làm gì được. Lúc đó chúng ta gì? Có bảo với người nhà, bảo với người thân rằng nói với bác sĩ cứu được tôi đem tất cả tiền tài của bạc, tiền tài của cải của tôi đem tặng cho bác sĩ. Bác sĩ cũng lắc đầu. Bác sĩ giỏi đến đâu, đến như thần y Hoa Đà tái thế đi chăng nữa thì cũng bó tay. Không thể làm gì được. Cho nên chúng ta thấy rằng đến khi đấy quả thật là tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, lụa là ngọc ngà vân vân có xếp đầy rẫy cả hư không cũng chẳng giải quyết được cái gì. Vì thần chết họ không nhận hối lộ các quý vị. Không như người thế tục chúng ta mà bảo có tội đưa cho ít tiền thì không được, nhưng đem rất nhiều tiền thì có thể mua chuộc được lòng tham của họ. Như ở thế gian chúng ta thường có câu nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đấy là chỉ cho một số những người tham lam, tham ô hối lộ vậy. Bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ đạo đức, bán rẻ lương tâm, thậm chí là bán rẻ cả quốc gia, xã tắc. Cái này có không? Có. Có rất nhiều là đảng khác. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường như thế này, thấy người ta có, mới người ta làm cán bộ có nhà lầu xe hơi, mình cũng muốn có nhà lầu xe hơi. Người ta làm công hiến mấy chục năm rồi, mình mới có vài năm nhưng cũng muốn. Người ta có tài có đức, mình vô tài không đức, nhưng mà lại cũng muốn gì? Nhà lầu xe hơi bằng người khác. Thì chỉ có một cách là gì? Tham ô hối lộ, tìm nhiều cách để ăn chặn của dân, của nước. Hôm nay thầy vừa đọc báo xong, các cơ quan chức năng nhà nước chúng ta vừa ra khởi tố lệnh bắt tạm giam khẩn cấp nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương, rồi nguyên chủ tịch tỉnh ủy Bình, chủ tịch ban dân tỉnh Bình Dương, rồi cả một loạt cán bộ đi theo sau nữa. Nó về cái tội gì? Tham ô biển thủ công quỹ, rồi làm sai với pháp luật, rồi cũng vừa bắt cả một cái ông tổng giám đốc điều hành cả một cái sân bay, cảng vụ hàng không ở trong trong hình như là miền miền Trung nữa đấy. Đó,
Ngay ngày hôm nay này, chúng ta thấy không? Tham để mà làm gì? Tham để mà vào ngồi tù thì tham để mà làm gì? Rồi chúng ta cũng thế, tham để mà làm gì khi mà hai tay buông xuống chúng ta chẳng mang theo được cái gì?